Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Cập Nhật Bóng Đá, nơi mang đến những thông tin nhanh gọn lẹ về toàn cảnh tình hình bóng đá Việt Nam. Nhớ lại đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Trong thời gian gần đây, tiền đạo Quang Hải của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn tại Pau FC. Tính đến trước vòng 11 của giải đấu Leader, Quang Hải đã phải ngồi ngoài 3 trên 10 trận đá đấu. Ở những trận đấu còn lại, cầu thủ người Việt Nam cũng chỉ được thi đấu với quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Vào rạng sáng ngày 9 tháng 10, chỉ phải gặp một đội bóng với cùng cảnh ngộ đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng là câu lạc bộ Rose AF. Pau FC đã có một lối chơi cực kỳ nỗ lực nhưng lại lâm vào thế bất lợi khi bị câu lạc bộ này dẫn trước với tỷ số 1-2 đến gần những phút cuối trận. Vào thời điểm gam go ấy, huấn luyện viên Tholot đã quyết định tung Quang Hải vào sân ở phút thứ 78 với hy vọng tạo ra được sự đột biến. Lần này thì ông Tholot đã đúng khi Quang Hải đã đưa bóng vào lưới của đội bàn ở 9 phút sau khi anh có mặt trên sân. Và trận đấu này cũng có thể nói là bước ngoặt trong sự nghiệp chơi bóng tại League 2 của riêng bản thân Quang Hải. Sau trận đấu này, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã đánh giá cao màn trình diễn của Quang Hải. Người hâm mộ cho rằng đây có thể là điểm nhấn quan trọng giúp cho Quang Hải có thêm nhiều cơ hội ra sân hơn trong thời gian tới. Chứng kiến sự comeback đầy mạnh mẽ đến từ vị trí của Nguyễn Quang Hải, thì giới mộ điệu và rất nhiều người hâm mộ đang đặt một niềm tin cực kỳ lớn lao vào một chân sút khác của chúng ta đã và đang thi đấu tại môi trường châu Âu. Không gì khác đó chính là tiền đạo mang áo số 11 của câu lạc bộ Lành FC, tiền đạo Huỳnh Như. Huỳnh Như và Quang Hải hiện tại chính là hai cầu thủ, hai niềm tự hào của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cựu ngôi sao của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có được hai trận đấu chính thức trong màu áo của Lành FC. Mà cô đang cho thấy sự hòa nhập và sự tự tin của mình là tốt đến như thế nào tại Bồ Đào Nha. Cũng giống như Quang Hải, Huỳnh Như là một viên ngọc sáng hiếm có của bóng đá Việt Nam sản sinh ra từ thuở sơ khai cho đến nay. Như huấn luyện viên trưởng của Lành FC đã nói, Huỳnh Như sở hữu cho mình một bộ kỹ năng chơi bóng vô cùng tốt, hiệu suất ghi bàn cực kỳ cao. Điều quan trọng là cô cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập với môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Bồ Đào Nha, cụ thể là sân chơi Liga BPI. Còn nhớ cách đây không lâu, sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 1 năm với câu lạc bộ Lành FC, trong buổi họp báo chia sẻ với báo giới, Huỳnh Như đã nhắc đến đàn em Quang Hải đã truyền cảm hứng cho cô rất nhiều. Và chắc hẳn với việc tỏa sáng đúng lúc của Quang Hải tại châu Âu, nó sẽ là một nguồn cảm hứng và một nguồn động lực vô cùng to lớn để cho Huỳnh Như có thể tỏa sáng như đàn em tại câu lạc bộ chủ quản của mình. Chính vì điều này mà người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất trông ngóng và chờ đợi thêm một đứa con cưng của nước nhà ghi bàn và tỏa sáng tại châu Âu vào một quãng thời gian tới. Được biết trận đấu gần đây nhất của Lành FC và Huỳnh Như sẽ được diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Khi đó thì Lành FC sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động của câu lạc bộ Braga, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 Liga BPI. Quý vị và các bạn nhớ là hãy chú ý theo dõi. Tới đây thì Quang Hải và Pau FC cũng sẽ bước vào trận đấu thuộc lượt trận thứ 12 của Leader. Cụ thể thì vào lúc 0 giờ ngày 16 tháng 10, câu lạc bộ Pau FC sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động của câu lạc bộ Anisi FC. Đội bóng đang nằm ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng của Leader. Đây tiếp tục lại là một đối thủ ngang tầm với Dinien Tholot và các học trò. Hy vọng Quang Hải của chúng ta lại tiếp tục được ra sân và tỏa sáng trong trận đấu này. Vậy theo toàn thể quý vị và các bạn, hiện tại thì Quang Hải đã gọi liệu rằng Huỳnh Như có trả lời hay không? Và tất nhiên những thông tin mới nhất liên quan đến Pau FC, Lành FC sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel Cập Nhật Bóng Đá. Nhớ lại đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất.